Hai, chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay có một bạn đầu bếp người Hàn Quốc đó các bạn. Bạn ấy làm sushi cho cả nhà mình ăn thử. Kimbap các bạn, sushi. Ủa, gọi cái gì? Kimbap. Kimbap các bạn. Đây. Dạ. Này là mình làm gì chị đầu bếp? Kimbap hả? Kimbap. Kimbap. Này là gạo kimbap là cái món của ai? Hàn Quốc hả? Hàn Quốc. Mình làm ở đây nó không có đầy đủ gia vị nhưng mà nó là ta làm nó ngon. Này là gạo đã nấu lên rồi các bạn. Nấu như nấu cơm bình thường đó các bạn. Rồi nãy mình nhìn lén cái chị đầu bếp này, chị thấy chị trộn muối vào đây các bạn. Muối với lại hạt vừng. Vừng rang lên. Hâm mè các bạn, rang lên các bạn. Đây giờ chị ấy làm cái này đây. Rong biển nè các bạn. Thành phần nguyên liệu gồm có là trứng các bạn. Trứng này mình làm sao vậy chị đầu bếp? Hả? Làm sao? Mình chiên lên hay sao? Mình chiên nó lên. Mình nêm gia vị vô rồi mình chiên nó lên. À, mình nêm những cái gì ở trong đây vậy chị đầu bếp? À, bỏ xíu muối, xíu hạt nêm các bạn. Chị ấy ngại ngùng, chị ấy không dám trả lời. Chị ấy tại nói tiếng Hàn lơ lớ đó các bạn, nên là không dám trả lời. À, trứng rán lên các bạn. Còn đây là cà rốt, dưa leo và cây hẹ của mình các bạn. Cái này thật ra là người ta làm bằng cái củ cải á. Củ cải là họ làm, họ hấp nguyên củ mà nó chín rồi á. Họ làm cái đó nó ngon lắm kìa. Cái đó là cái gì? Cái mình củ cải, củ cải, củ cải. Củ cải, củ cải muối không phải. Giờ chị ấy, chị đầu bếp người Hàn Quốc chuẩn bị cuốn ra các bạn. Để. Đó. Chị em bé người Hàn Quốc cho mà chị nha. Chị đầu bếp chị đầu bếp chỉ bé người Hàn Quốc làm rồi các bạn. Nó đều ra thôi, đừng có đè xuống rồi không quý nó mình quấn nó cũng chặt lại. Không cần đúng cái đè thôi. Ờ, bà không mua xúc xích đúng không? Có xúc xích không anh? Thì chị chị đầu bếp người Hàn Quốc các bạn đang nặng, đang nắng xúc xích Việt Nam. Chị người Hàn Quốc mà chơi với xúc xích Việt Nam không? Đó, đang chơi xúc xích Việt Nam đó. Xúc xích Việt Nam nó to hơn xúc xích Hàn Quốc. Xúc xích Việt Nam to hơn xúc xích Hàn Quốc à? Ừ. Ok. Ghê vậy. Ờ, chị ấy đang cắt ra nè các bạn. Đôi bàn tay chị ấy thật là điêu luyện các bạn ơi. Chị đầu bếp người Hàn Quốc, cái tiếng Hàn Quốc cười cũng nghe đã hơn cái tiếng Việt Nam mình các bạn ha. Con chị cười lại ra chị. Yep. Người tàu lao. Chị Hàn Quốc mà nói tiếng Việt Nam cũng rành quá ha. Ôi, chị nghe nhạc Việt Nam nữa các bạn. Đây là cái rong biển này các bạn. Mình nhìn giống như cái gì. À, cái này hồi tối tháo ra là nó bị ấy nè. À,
cơm chị ấy tải ra cái miếng rong biển các bạn. Hẹ này làm như người ta trần sơ đi kia. Này mình không có cái quấn mình phải quấn bằng tay. Giống như cuốn nem cháo vậy. Đây các bạn ơi, đây là này cái bằng gimbat ra Hàn Quốc nữa các bạn ơi. Mình nhìn nó giống như thôi, các bạn muốn nghĩ giống cái gì nghĩ nha. Trời ơi bóp chị giống không nè, chị không quát bóp cái đầu nó nữa các bạn. Trời ơi thì các bạn cái cuốn này giống như cái cuốn bánh tráng cuốn của mình ăn quá các bạn. À là bên Hàn Quốc các chị làm như vậy không hả chị? Chị đồ bếp. Đó. Đây tiếp theo là bạn đừng có đè xuống con chả. Đây là bạn Hàn Quốc. Bạn trẻ tuổi là sao cô Hàn Quốc chỉ bé Hàn Quốc làm lại. Con cứ chảy mỏng đấy. Con đừng có đè nó là được. Đừng có đè quá nó ấy. Tí nữa mình quấn lại nó cũng chặt. Này mình chấm mắm nêm hả chấm gì vậy? Chấm cái mắm tôm. À cái này chấm mắm tôm nha các bạn. Đây. À, cái này mình để nhà mình chấm nha. Mắm tôm mình ăn ấy các bạn ơi. Rắc hả? Trời ơi. Tay nghề không có cao gì cả. Tự rắc đúng không? Đánh cho nó một trận. Chỗ này nó rách làm sao ta? Che lại đúng không? Đây là miếng rong biển rồi các bạn. Rất là mỏng manh các bạn. Nghe nó thơm mùi rong ghê. Đó. Hai chị đầu bếp người Hàn đang làm. Chặt bên này luôn con, con này nó chạy ra rồi này. Đó. Rồi, nó lại sưng cái bụng nó ra rồi. Không chặt rồi. Sưng cái bụng nó ra. Không chặt rồi. Đó. Bên Hàn Quốc là người ta cuốn như vậy không nha các bạn nha. Người Hàn Quốc luôn mà, nó Hàn Quốc ta cuốn vậy đó các bạn. Chấm với mắm tôm nha các bạn. Chấm cái mỏ. Đây, thành phẩm nè các bạn. Hai cuốn gì quên này. Kim bắc. Chị ấy làm rất là chuyên nghiệp các bạn ơi. Thank you.
Cũng gì bé, chạy qua chạy lại chóng mặt luôn á. Cô chị người Hàn Quốc mà nói tiếng Việt mình cũng rành ghê các bạn. Mình chắc chạy mở bố bây giờ. Trời ơi. Ăn bánh mì với cái đó đó. Chị ấy cuốn xong cái chị ấy mút mút cái tay dính cái cơm á các bạn. Bên Hàn Quốc chắc cái kiểu vậy không hay sao. Chị này người Hàn Quốc, chị cuốn xong cái chị mút mút cái tay. Rồi. Anh mang về của em. Trời ơi. Anh to hơn chứ đầu nhỏ vậy. Dám mang lên cùi luôn. Đó bây giờ chị đầu bếp bắt đầu. Cắt chặt không được. Đừng có phải cái cốc. Đó giờ chị cắt. Con cắt con để im nó không được xí nào, mình cắt. Đợt cô cắt này, cắt cho bà đây. À. Hấp chân chưa? Cái này có được từ này. Hai cái này, ví dụ mình sắp đĩa, mình sắp này quay hết. Đó. Đó các bạn, thành phẩm của mình rồi các bạn. Rồi chị pha mắm tôm, mắm nêm gì chưa chị? Đồ ép. Đây pha mắm tôm rồi đây. À, nói đùa chứ cái này chị ấy cho chấm tương ớt với mayonnaise các bạn. Đó thành phẩm xong rồi các bạn ơi. Rồi để mình thử cuốn nha các bạn. Ăn cái mình quánh lên, quánh giá các bạn cùng theo dõi nha. Đây. Kim bát. Đó, chị ấy làm kiểu Hàn Quốc đẹp không? Sao nghe mùi tanh tanh á, mùi rong biển hay sao? Để mình dùng thử các bạn. Anh cho cơ ý kiến hay. Dài dài. Bắt cơm sống. Giòn giòn. Lâu lâu mình cắn được cái hạt mè các bạn, nghe cái tức. Trời ơi. Thơm cái hạt mè. Nó hương ra hương vị thơm ngon. Nói chung là ngon. Ngon các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Ảo tưởng quá đi. Các bạn hả? Các bạn thấy hay thì cho mình một like, nhấn subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu nhiều cái món hay, cái món mới với các bạn nữa. Hôm nay có chị đầu bếp người Hàn Quốc, chị ấy biết rất là nhiều món. Lần sau mình sẽ làm nhiều món hàng nữa cho các bạn theo dõi nha. Chào tạm biệt các bạn.